Gần đây thì mình thấy có rất là nhiều anh em chuyển sang bán pin hãng, sử dụng pin hãng và các linh kiện chính hãng. Thì mình có biết một cái thông tin, đó chính là pin OEM đang bị TDI càn quét và càn quét rất là liên tục. Gần đây nhất là phiên bản firmware 900 của Mini Baro vừa mới càn quét pin OEM trên cái thiết bị Mini Baro. Trước đó thì chỉ có Mini 4 Pro thôi, bây giờ là Mini Baro. Và sắp tới có thể sẽ là Mini 3 và những cái dòng máy khác nữa, nó sẽ càn quét pin OEM hết. Ở đây mình có một cái cục pin 5700 của mình nè. Viên pin này thì hiện tại vẫn sử dụng được tốt ở trên cái phiên bản firmware mới nhất của Mini 3 Pro, Mini 4 Pro và không bị chặn. Vì mình biết có một cái sự thật là DJI luôn chừa đường cho các anh em mà làm pin độ và làm từ cái cục pin chính hãng, làm từ cục pin chính hãng thì nó sẽ không bao giờ bị khóa. Họ chừa đường và anh em chỉ cần biết đi đúng cái đường đó thì anh em sẽ có thể làm pin độ và vẫn sử dụng một cách rất là bình thường. Và đương nhiên cái mạch trong này phải là một cái mạch chính hãng nha, không thể sử dụng mạch giả được nữa. Mạch giả này kia đồ là bây giờ tạch hết rồi. Và cũng có một cái luồng thông tin về cái vấn đề pin OEM. Đây, pin OEM có rất là nhiều người bán pin OEM đánh tráo khái niệm, đánh lừa khái niệm, dắt mũi người sử dụng vân vân về những cái từ khóa như là pin làm từ nhà máy, pin làm theo dây chuyền, rồi gì mã pin này, mã pin kia, mã pin nọ, thì mã này xịn, mã kia dởm, vân vân và vân vân. Thì mình nói thật với anh em, cái tem này nè, anh em muốn in cái gì mà ra được đúng không? Tem này rất là dễ in, không có gì khó đâu. Ở Việt Nam mình vẫn làm cái tem này được luôn, rất là dễ luôn. Rồi vỏ vỏ này kia đồ cũng bây giờ nó rất là phổ biến này, nó dễ lắm. Thì việc phân biệt được một cái cục pin OEM chính hãng hay không chính hãng là không thể nào biết được. Chính hãng là sao? Chính hãng tức là nó xài lại cái mạch, nó xài lại cái mạch điện chính hãng và nó thay cái cell Bluetooth vô để thành viên pin OEM Bluetooth. Còn cái viên pin không chính hãng, viên pin giả là sao? Nó xài một cái mạch điện giả, rồi nó xài những cái cell không rõ nguồn gốc này kia các thứ, rồi nó ráp cũng thành một cục pin mà cũng xài được. Và làm sao để phân biệt được thì thật ra là không thể nào phân biệt được anh em, khó lắm. Mà mình cũng có chỉ anh em cách phân biệt rồi, nhưng mà cái đó thì dành cho những người am hiểu về kỹ thuật, còn nếu mà không am hiểu kỹ thuật thì thực sự cũng hơi khó thật. Và đây là một cái viên pin OEM của bên mình thì cạy ra thì nó nát như vậy nè anh em. Pin này mình nhập về ở bên nước ngoài ha, mình cạy ra thì nó nát như thế này. Và tại sao nó nát thì rất là đơn giản thôi, họ đổ keo dán sắt, họ đổ keo 502 dán cứng cái viên pin này lại để cho chúng ta không thể mở ra. Và tất cả các viên pin OEM nhập từ nước ngoài về đều có chung một cái quy tắc như vậy, họ đổ keo rất là chặt để khóa nó lại, để không cho người dùng tự ý cậy ra, và cậy ra chắc chắn là sẽ hỏng cái vỏ này và không thể tái sử dụng lại cái vỏ này đấy. Và rất là nhiều ông bán pin OEM giả, quảng cáo nào là hàng pin hàng bằng laser, rồi mạch điện pin xịn, rồi chất lượng pin đồng đều gì đó, nhưng mà thật sự là mấy ổng không bao giờ biết được trong viên pin này sao hết, tại vì đâu dám cậy ra đâu, cậy ra nó sẽ hư cái vỏ như vậy, rồi lại phải tốn tiền đi mua cái vỏ à, đúng không? Làm vậy thì bán làm sao có lời được, đã bán muốn cho lời nhiều mà còn nhiều khi pin giả này kia, cậy ra rồi phát hiện pin giả là đâu dám quảng cáo lên, đâu dám la làng lên. Còn đây viên pin OEM của mình biết viên pin rõ nguồn gốc ở bên kia, và mình nói thẳng luôn là mình có khả năng mình phân biệt được đâu là viên pin giả, đâu là viên pin thật. Và đây là một cái viên pin mình đã hy sinh cậy ra cho banh cái vỏ luôn, banh chấp nhận, mình chấp nhận hư để mình biết được ở bên trong mà nó đồ xịn hay đồ đồ dởm. Và mình review cho anh em xem, cái này thì bảo đảm với anh em luôn là viên này mình mua, mình nhập về mình bán không phải là do mình làm. Và thật ra thì mình cũng vẫn làm được luôn chứ cũng không phải là không làm được đó. Bây giờ vỏ nó nát nhừ như tương thế này nè anh em, và mình cũng không cần phải lừa anh em làm gì, tại vì rất là nhiều người ghét mình và xuyên tạc mình này kia các thứ, nhưng mà không sao, đối mình thì mình có làm sao, mình nói vậy từ xưa giờ rồi, không có gì phải sợ hết. Đây là viên viên pin ha, mình chấp nhận cho nó hư cái vỏ này và mình tốn tiền mình thay một cái vỏ khác luôn. Đây một viên pin OEM bên mình bán này, mình quảng cáo luôn nha, mình quảng cáo luôn anh em coi nè. Đó đây mạch điện nè, thấy gì không em, thấy gì không, tem DJI chip nè. Chip này thì chắc là anh em nào mà làm kỹ thuật thì chắc biết quá rõ con chip này, chip BQ9003 chính hãng. Và mạch điện này là mạch điện chính hãng có mã QR luôn. Đây, người ta làm như thế này nè anh em, y như một viên pin hãng ha.
Anh em để ý nè, các chân sale người ta nè, nó đổ keo chân sale ở chân nè, thấy không anh em? Đổ keo chân sale nè, đổ keo mạch điện nè, mạch điện ở bên trên bên dưới gì cũng đổ keo hết. Đổ keo những cái linh kiện, họ che những cái linh kiện lại để chống ẩm, chống nước. Và nói chung là mạch điện về pin thì bắt buộc phải đổ keo. Phải đổ keo, nếu không đổ keo thì lâu ngày những linh kiện này nó sẽ bị rỉ. Nó sẽ bị cái không khí ẩm trong không khí và nó sẽ rỉ cái mạch điện và nó sẽ làm sai lệch những cái chỉ số vân vân. Và đây là đồ của hãng người ta làm như thế này. Sale này thì đương nhiên là sale thay chứ không phải là sale chính hãng. Sale thay tức nghĩa là họ mua những viên pin thường á, họ bỏ những cái sale thường ra rồi họ thay bằng những cái sale pin dung lượng cao như thế này, rồi họ đóng vào những cái vỏ như thế này. Và bên Trung Quốc có một cái luật là pin thì không được sử dụng tem chính hãng, nếu muốn bán ra thì không được sử dụng tem chính hãng, cho nên là họ đã không sử dụng tem chính hãng, họ xài những cái tem như thế này. Vỏ này thì chính hãng hay không thì mình cũng không có đủ khả năng phân biệt, nhưng mà biết là nó dán kiểu dán sắt thì cậy ra chỉ có banh thôi. Mấy ông bán pin giả thì làm sao mà dám cậy mấy viên pin này ra, cậy ra rồi phát hiện mạch giả rồi còn đồ dởm nữa thì làm sao mà quảng cáo truyền thông được. Đấy, xem đi xem đi xem đi xem đi xem đi rồi đánh giá rồi đó, xuyên tạc đi, cứ xuyên tạc vô tư. Mình thì không có sợ cái vấn đề xuyên tạc đâu, mình biết rõ những cái nguồn gốc của các thứ mà mình đang sử dụng, những thứ mà mình đang làm. Đấy, à, cục pin này thì đương nhiên là nó vẫn đang sử dụng bình thường, không có vấn đề gì hết. Để cắm vô một cái rồi nè, 62%, 31 độ C đây. Đó, pin giả cứ bán đi, rồi Trung Quốc nó quét cho một phát đi hết nha. Câu chuyện pin giả này thì thật ra nó đã có từ rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu trở nên rầm rộ hơn thì mình cũng muốn nhắc lại, mình cũng muốn nhai lại một cái vấn đề mà trước đây mình cũng đã từng làm video cho anh em xem, so sánh hai cái mạch điện của pin giả và pin thật cho anh em xem. Thì giờ mình vẫn còn có viên pin đó ở đây thì mình để mình so lại cho anh em xem nè. Đó, anh em thấy không? Mạch pin giả nè, IC nè bị xóa số nè. À, đó. Nó xóa hết cái số, anh em không có biết nó là con IC gì đâu. Đây mấy con IC con nào cũng xóa số hết, không không biết nó là gì hết. Đó. Còn cộng dây điện này là mình câu nha, tại vì con này nó bị khóa rồi. Cục pin này nó bị hãng chặn rồi, mình câu dây điện mình bypass qua để mình thử coi nó còn bay được không, nhưng mà hãng nó chặn, nó báo pin không chính hãng cho nên là không còn bay được nữa. Này câu tắt như vậy thì chỉ để cho nó có điện thôi chứ nó không sử dụng được. Đó anh em coi nè. Mạch hãng của người ta thì người ta đổ keo. Đổ keo hết tất cả các linh kiện. Người ta sợ cái trường hợp nó bị rò rỉ, nó bị sai chỉ số, nó dẫn tới những cái trường hợp mà đang bay bị ngắt nguồn ngang rồi đó. Còn mạch giả nè. Mạch giả thì làm gì có đổ keo. Đổ keo mà sản xuất hàng loạt á, thì tốn rất là nhiều keo. Và tốn nhiều keo thì sẽ làm tăng chi phí. Tăng chi phí thì bán ra làm sao có lãi được nhiều, đúng không anh em? Thì mạch giả không bao giờ có chuyện đổ keo. Rồi sale hả, sale bấm laser hả, thực ra thì mình không có biết nha, mình cũng chưa chưa có thấy được cái cục pin nào mà sale mà nó bấm laser hoặc là nó hàng điểm đó. Nhưng mà cái dạng mà pin giả mà hàng bằng chì giống như thông thường thì rất là nhiều, hàng giống như bao nhiêu viên pin khác này, có nghĩa là mua cái sale hàng vô cái mạch hàng bằng thiết hàng chì bình thường thôi, cũng không có gì khác biệt hết. Mình không có dìm đâu, mình nói thật mình không có cần dìm để làm gì đâu, và thực tế là nó vậy đó. Còn anh em nhìn cảm biến nhiệt độ nhìn chán kinh khủng luôn anh em, như đồ chơi ấy. Trong khi cảm biến nhiệt độ của anh ta là gì nè, đó mạch của hãng là xài cảm biến nhiệt độ giống như vậy không nè anh em, dây điện to rồi nó đổ keo nghe chân cảm biến. Còn cái này nó hàng cái cộng dây như cộng dây đồng như đó, rồi nó cũng chẳng đổ keo chẳng gì hết. Anh em nhìn thấy hai mạch này nó khác nhau rất là nhiều luôn, nhìn kỹ mình biết là cái đồ nào xịn đồ nào dởm luôn. Nhìn nhìn một phát là biết ngay cái này không cần phải dìm đâu, nó thật luôn, không cần phải dìm đâu. Mấy ông mà bán đồ giả thì cứ bán đi, nhưng mà tôi thì tôi thích cà khịa vậy đó, tôi cà khịa mấy ông bán đồ giả vậy đó, cho mấy ông hãng nó quét cho mấy ông chết hết. Sale thì giống nhau đó, sale thì y chang nhau, nhưng mà mạch điện khác nhau. Mà cái mạch này mạch của hãng ta hay lắm, chức năng người ta nhiều lắm chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ có vài chức năng hiển thị dung lượng này kia đâu nha. Này của người ta là cân bằng sale, bảo vệ sale, monitor sale, rồi đủ thứ giao tiếp trao đổi, rồi nhật ký dữ liệu gì người ta lưu hết vào trong cái con chip xịn này nè. Chip này mắc tiền lắm á. Còn mấy con chip này của mấy ông thì làm sao mà xịn được, tôi nói thật luôn không bao giờ xịn được.
Nếu mà xịn đâu cần nhiều con chip làm gì, mặt của tao xài đúng một con chip duy nhất. Mặt này cả đống con chip mà chip toàn là chip xóa tên không. Thế thì xịn ở chỗ nào tôi cũng không biết luôn đó. Mấy ông gán, mấy ông truyền thông, mấy ông nói ừ mạch này mạch dựng, mạch này mạch dởm gì đó, nào là gì đó hàng gì dở, hàng gì tệ gì đó, rồi đồ của mấy ông quảng cáo đồ mấy ông xịn lắm, xịn lắm, bây giờ bị quét tạch hết rồi đó. Chắc cũng chưa đâu, cũng còn một số vẫn còn sống sót được. Mấy ông mấy cái mà mấy cái thằng mà nó có giữ cái sụt code gốc á, tức là những cái người gọi là OEM, đúng gọi là đúng nghĩa OEM, tức là cái nhà máy sản xuất đầu tiên á, họ sẽ có cái sụt code gốc và họ có thể nạp lại để cứu mấy cục pin bị báo lỗi này, nó sẽ sống lại. Còn những người mà mua đi bán lại ở Việt Nam này cũng chỉ nghe nghe nói và nghe nói xong bán lại, nghe nói xong bán lại, bán không được thì ôm. Ôm gán mà ôm nha.